Xin chào và đây là book review by Valor. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2018, có nghĩa là mình đã review sách được 7 tháng. Thực ra là trong năm 2017 mình cũng có review sách, nhưng mà sau đó vì một lý do mà mình nghĩ là ai cũng có, đó là lười, nên mình đã không duy trì được channel này. Tuy nhiên 2018 là một năm hoàn toàn khác, một năm rất là vui tại vì mình đã review sách liên tục trong vòng 7 tháng. Và khi mà bạn theo đuổi đam mê thì nợ nần, tiền bạc sẽ theo đuổi bạn. Rất là may mắn là mình không nợ khi mà mình làm những cái review sách, và mình còn có thu nhập nữa chứ. Mình tin là 100 bạn làm YouTube thì chắc là tầm 98-99 bạn đều mong muốn là sẽ kiếm tiền được từ YouTube. Và trong năm vừa rồi thì mình cũng kiếm được tiền. Wow, mình rất là ngạc nhiên về chuyện đó. Và số tiền mình kiếm được nó không nhiều như những cái dạng YouTube khác đâu. Nó chỉ được 4 triệu. Mình muốn chia sẻ con số này với các bạn để các bạn biết được là booktuber ở Việt Nam sống lay đắt như thế nào. Bên cạnh đó là mình được tặng khoảng tầm 30 cuốn sách từ các nhà xuất bản. 4 triệu mà quy đổi thành sách là khoảng tầm được 80 cuốn, cộng với 30 cuốn nữa là khoảng 110 cuốn. Và trong năm vừa rồi thì mình đọc rất là nỗ lực, mình đọc được 100 cuốn sách. Và mình được tặng 110 cuốn, có nghĩa là trong năm vừa rồi, chỉ với 7 tháng, khoảng tầm 7 tháng review sách thôi, thì mình gần như là không phải trả tiền để mà đọc sách nữa. Mình nghĩ đó là một cái thành công với những bạn mà mê đọc sách, với những bạn mà làm booktuber. Tại vì đấy, để mà được trả tiền khi mà review sách thì nó không dễ chút xíu nào cả. Tuy nhiên trong cái video này, mình sẽ không nói với các bạn cách để kiếm tiền từ YouTube hoặc là từ booktube hoặc từ review sách, mà mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để review một cuốn sách. Tại vì trước khi bạn kiếm tiền được từ YouTube hoặc là từ các nhà xuất bản thì bạn cần phải có một channel về review sách. Và để mà các bạn vận hành channel review sách của mình thì các bạn phải biết cách để review một cuốn sách. Video này dành cho những bạn rất là muốn làm review sách, đã từng đặt câu hỏi cho mình làm thế nào để mà làm một channel review sách, nhưng mà không biết cách làm như thế nào cả, thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mà review một cuốn sách rất là đơn giản thôi. Bước thứ nhất, mình nghĩ là bước này ai cũng phải biết cả, đó là bạn phải đọc một cuốn sách trước cái đã. Đó là điều hiển nhiên, bạn không thể nào review nếu bạn không đọc sách được. Tương tự như những loại hình review khác, ví dụ như bạn muốn review về du lịch thì bạn phải đi du lịch. Bạn muốn review về thức ăn thì bạn phải ăn cái đồ ăn đó. Bạn muốn review phim thì bạn cũng phải xem bộ phim đó. Tương tự như vậy, bạn cần phải đọc một cuốn sách nào đó trước khi bạn review. Tại vì mỗi lần bạn review xong, kiến thức của bạn sẽ tăng lên cực kỳ nhiều luôn. Những năm trước thì mình chỉ đọc khoảng tầm một tuần một cuốn sách, là khoảng tầm 52-54 cuốn sách trong một năm. Nhưng mà từ khi bắt đầu cái kênh Vui Lên này thì mình phải đọc nhiều hơn. Và khi mình đọc nhiều hơn thì mình tăng được cái kiến thức của mình hơn rất là nhiều. Và đó là một cái cảm giác rất là thú vị các bạn. Một cái cảm giác mình có thể ngồi yên và đọc sách và mở rộng rất là nhiều điều trong tâm trí của mình. Vậy nên nếu bạn muốn review sách, đừng hỏi mình về những cái kỹ thuật, những cái gì mà lớn lao. Cái đầu tiên bạn cần phải có đó là đọc một cuốn sách bất kỳ. Thể loại nào cũng được, non-fiction cũng được, fiction cũng được. Bạn thích cái nào thì bạn đọc cái đấy. Bước thứ hai mình nghĩ đây là bước quan trọng nhất, nhưng mà đây cũng là bước mà khiến cho rất nhiều bạn loay hoay, không biết cách để review như thế nào cả. Đọc xong một cuốn sách thấy nó rất là hay, nhưng mà giờ làm sao để review đây, mình cảm thấy vô cùng bối rối. Thì với bước 2 này, điều bạn cần làm đó là chọn ra câu chuyện hoặc là chọn cái cách thức mà bạn sẽ review cuốn sách đó. Trong cái video ngắn này, mình sẽ hướng dẫn với các bạn 4 cách rất là đơn giản, rất là basic, rất là dễ hiểu để bạn có thể bắt đầu. Cách thứ nhất là bạn dựa trên cảm xúc của mình. Câu hỏi đầu tiên bạn cần phải hỏi chính mình đó là bạn review sách để làm cái gì? Mục tiêu cuối cùng thì đa phần nó chỉ có hai mục tiêu lớn thôi. Mục tiêu thứ nhất là bạn muốn ai đó đọc cuốn sách đó, tức là khuyến khích họ đọc cuốn sách đó đi. Mục tiêu thứ hai đó là đừng đọc cuốn sách đó tại vì chắc là nó dở, hoặc là bạn ghét tác giả, hoặc là bạn ghét cái gì đó và bạn không muốn họ đọc nó. Thì đó là hai mục tiêu quan trọng nhất khi mà chúng ta bắt đầu review sách. Và cách dễ nhất để thuyết phục người khác đó là dựa trên cảm xúc của bạn. Nếu như mà cuốn sách đó bạn rất là thích, bạn rất là mê, bạn rất là phấn khích, bạn rất là thích nó, thì cái người mà xem họ cũng sẽ cảm nhận được chuyện đó và họ sẽ review cuốn sách đó. Ngược lại, nếu như cảm xúc của bạn về cuốn sách đó rất là tiêu cực, ví dụ như là mình chê từ đầu đến cuối, ví dụ như là mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy hụt hẫng, mình cảm thấy bìa rất là xấu, giao hàng rất là tệ, văn phong rất là dở, tác giả đi copy từ những ý tưởng khác chẳng hạn như vậy, và nó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Và khi mình chia sẻ cái cảm xúc tiêu cực, cái cảm xúc khó chịu của mình về cuốn sách đó, thì đa phần người xem sẽ không muốn mua cuốn sách đó. Thì đó là cách đầu tiên dựa trên cảm xúc của bạn. Bây giờ mình sẽ cho bạn một ví dụ ha. Mình sẽ review dựa trên cảm xúc của mình. Cuốn sách mình sẽ chọn đó là cuốn Đêm Trường Tâm Tối của Tử Kim Trần. Thì phần review sẽ như thế này. Sau khi đọc xong cuốn sách Đêm Trường Tâm Tối thì mình cảm thấy vô cùng buồn, vô cùng hụt hẫng, vô cùng cảm thấy rất là mông lung và vô định. Tại vì nếu mà bạn làm người tốt thì bạn sẽ bị giết, nhưng nếu mà bạn lại làm điều xấu, bạn lại làm giống như người khác, thì bạn đánh mất đi sự chính trực của mình.
Và đọc cuốn sách này xong thì mình cảm xúc của mình nó rất là hỗn loạn. Đương nhiên nó là một cuốn sách rất là hay, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy cái xã hội bây giờ rất là khó để sống, làm người tốt rất là khó. 3 ngày vừa rồi thì cảm xúc của mình nó rất là buồn. Mình cảm thấy mất niềm tin về cái xã hội xung quanh của mình. Đó, thì đó là cách đơn giản nhất bạn có thể nói về cảm xúc của bạn. Bạn có thể nói về vui, buồn, hụt hẫng, khó chịu, hạnh phúc, phấn khích, thất vọng, đau khổ, chán ghét, sao cũng được, miễn nó là cảm xúc của bạn. Thì đó là cách thức đơn giản nhất để bạn kể cái câu chuyện của bạn dựa trên cảm xúc của bạn. Cách số 2, cách này cũng không khó đâu, và cách này rất là nhiều bạn sử dụng, đó là những bài học hoặc là những điều bạn rút ra sau khi bạn đọc xong cuốn sách đó. Cách mình hay làm đó là 3 điều mình học từ cuốn sách này, 5 điều mình học từ cuốn sách này, những điều mình cảm thấy hài lòng về cuốn sách này, chẳng hạn như vậy. Ví dụ mình sẽ review cuốn sách Lagom, đẳng cấp sống của người Thụy Điển cho các bạn ha. Điều đầu tiên mình rút ra được đó là mình đọc cuốn sách này xong thì mình không ngờ là ở bên Thụy Điển người ta làm việc chỉ 6 tiếng đồng hồ thôi. Và mình hiểu ra rằng không nhất thiết phải làm việc quá dài, từ 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, mà chúng ta có thể làm việc trong khoảng tầm 6 tiếng tới 7 tiếng. Nếu chúng ta làm việc hiệu quả thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Làm việc nhiều cho chắc là tốt. Thì cái mà chúng ta cần làm đó là làm việc hiệu quả để mà cân bằng giữa cuộc sống công sở và cuộc sống gia đình. Điều thứ hai mà mình tâm đắc ở cuốn sách này đó là người Thụy Điển họ rất là văn minh. Gần như là 98-99% rác của họ sẽ được tái chế. Và mình thấy được rằng một đất nước văn minh không đến từ cái đất nước đó nó giàu như thế nào, mà đến từ việc là cái đất nước đó có ý thức và trách nhiệm với môi trường như thế nào. Và cuối cùng mình sẽ nhớ một khái niệm, đó là Lagom, vừa đủ. Chúng ta không cần quá nhiều, chúng ta cần vừa đủ thôi. Và với cái sống vừa đủ đó thì mình nghĩ là mình sẽ bớt sử dụng mạng xã hội lại, mình bớt mua sắm lại, mình bớt tiêu xài lại, mình bớt dành thời gian cho những cái thứ mà vô bổ lại, và thay vào đó thì mình dành thời gian cho những thứ ý nghĩa và đủ với mình là được. Đó là một cách thức rất là đơn giản. Bạn nói những cái bài học của bạn là bạn đã review được một cuốn sách rồi. Thứ ba là mình sử dụng cái thích và không thích. Có nghĩa là đọc xong cuốn sách đó thì mình sẽ chọn ra 3 điều mình thích và 1 điều mình không thích, hoặc là 3 điều mình không thích và 1 điều mình thích. Đây là cách thức mình nghĩ là khá là hài hòa và mình sử dụng khá là nhiều, nên là mình không cần ví dụ nữa. Bạn có thể xem lại cái cấu trúc review sách của mình thì bạn sẽ để ý thấy là mình thông thường mình sẽ nói về những điểm mình thích 1, 2, 3, sau đó điểm mình không thích, và như vậy là mình đã có một bài review sách rồi. Nó không quá phức tạp đâu. Cách thứ tư, đây là cách cuối cùng, và cách này thì khá là chán, nhưng mà với một số bạn đọc xong vẫn không biết diễn tả cảm xúc, không biết đưa ra bài học, không biết mình thích và không thích cái gì, thì các bạn có thể review cuốn sách dựa trên những thông tin bên lề của cuốn sách. Ví dụ như là cuốn sách đó là cuốn sách nổi tiếng hay không, nó có được nhận giải thưởng nào không, tác giả của nó là người như thế nào, nó đã dịch ra được bao nhiêu thứ tiếng rồi, có người nổi tiếng nào, có người ảnh hưởng nào thích cuốn sách này hay không, cuốn sách này có được nhiều người review hay không, cuốn sách này có được bao nhiêu ngôn ngữ chuyển thể. Những cái bạn xếp hạng như là Goodreads hoặc là Amazon hoặc là bèo bèo như là Tiki thì người ta có đánh giá về cuốn sách này hay không. Thì khi mà bạn nói những thông tin bên lề như vậy thì nó thật ra nó hơi khô, nhưng mà nó cũng giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về cuốn sách đó, và nó sẽ giúp cho người xem hiểu được là họ có nên mua cuốn sách đó hay là không. Mặc dù nó hơi khô nhưng mà không sao cả, tại vì bạn chưa biết cách review mà, thì bạn cứ bắt đầu trước đã, đừng mong chờ tới một cái clip hoàn hảo. Cần làm cái gì từ từ, để mà làm những cái thứ mà từ từ thì bạn cần phải làm nó thật là dễ thôi. Bước thứ ba trong quy trình review sách, bước một là bạn đọc sách, bước hai là bạn chọn cái dòng điều, cái câu chuyện mà muốn kể, thì bước thứ ba là bạn phải viết xuống cái review của mình. Có 2 cách rất là đơn giản và kinh điển. Thứ nhất là bạn gạch đầu dòng. Nếu như bạn là một người có trí nhớ tốt thì bạn gạch hết đầu dòng ra, và chỉ còn tầm 15-20 cái đầu dòng thôi thì bạn đã có một cái bài sườn rồi để mà review cuốn sách của bạn rồi. Hoặc nếu như bạn muốn cẩn thận hơn, muốn kỹ càng hơn thì bạn có thể viết ra file word hoặc là viết trong sổ của bạn. Mình khuyến khích các bạn chỉ viết khoảng tầm 600 chữ thôi. Với 600 chữ thì nó là một cái clip từ 2-3 phút. Và nếu như bạn viết tốt hơn, khoảng tầm 800-1000 chữ thì nó sẽ là một cái clip khoảng tầm 3.5-5 phút. Và mình khuyên các bạn là chỉ nên làm khoảng tầm 2-3 phút thôi. Tại vì thực ra là người ta không xem nhiều lắm đâu. Kênh của mình thì trung bình các bạn cũng chỉ xem khoảng tầm 3 phút thôi, nên các bạn không cần làm quá dài. Cái các bạn cần làm đó là những cái sản phẩm review sách trước. Bạn cần phải có những cái clip trước để bạn tự tin hơn, đừng làm quá dài. Đó là một cái quy trình, nó chỉ có 3 bước thôi là bạn đã có thể review được một cuốn sách rồi. Mình nói review một cuốn sách chứ không nói là bạn quay một video clip review sách. Lúc này thì bạn đã có một cái script, tức là một cái bản, một cái bài review sách. Bạn có thể post nó lên trên Facebook cũng được. Còn nếu bạn thật sự hứng thú với chuyện làm review sách trên YouTube thì trong những clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức là quay phim rồi sử dụng phần mềm gì đó. Thì đó là những cái phần sau. Quan trọng nhất, bạn phải có một cái review sách trước cái đã ha. Bạn cần phải nhớ là nếu bạn muốn kiếm tiền từ YouTube thì bạn phải có một channel review sách. Và để bạn có một channel review sách thì bạn phải review sách trước.
ha. Đừng mong chờ gì quá xa, đừng kỳ vọng quá nhiều. Bạn cần phải có một review sách trước. Và nếu như bạn cần sự hỗ trợ thì bạn cứ post cái review sách bất kỳ của bạn trong cái phần comment ở bên dưới, mình sẽ xem và feedback cho bạn. Ok, clip hôm nay tới đây thôi. Hẹn các bạn trong những cái clip tiếp theo, mình sẽ nói kỹ hơn ha. Bye bye.